Dân mạng Thái Lan bốc hỏa khi biết lý do người Lào lại thích du học tại Việt Nam hơn là Thái Lan. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, gần đây có một xu hướng rõ rệt rằng người Lào đang ngày càng lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du học thay vì Thái Lan. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế mà đặc biệt khiến cư dân mạng Thái Lan cảm thấy nóng mặt. Từ các diễn đàn trực tuyến đến những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, người Thái không khỏi tò mò, thậm chí bức xúc. Chương trình giáo dục tại Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên của sinh viên Lào. Một chia sẻ mới đây từ một sinh viên y khoa người Lào đang học tập tại Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng Thái Lan sôi sục. Sinh viên này đã giải thích vì sao ngày càng nhiều người Lào chọn học ngành y tại Việt Nam thay vì Thái Lan, và điều này đã khiến netizen Thái tức giận, phản ứng đầy ghen tị với hàng loạt bình luận tiêu cực như: Người Lào ốm chạy đi khám ở Thái Lan, sao họ không đi khám ở Việt Nam? Họ là anh em, Lào và Việt Nam cùng một dòng máu, nói cùng một ngôn ngữ. Học đi, sang Việt Nam học hết đi, đừng trở thành gánh nặng cho Thái Lan, chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi. Chăm sóc y tế miễn phí cho Lào trong một năm đã vượt quá 1 tỷ baht. Tôi xin bạn hãy đi chữa bệnh ở Việt Nam thì càng tốt. Amen, hãy gánh hết đi. Việt Nam có gì hay mà họ kéo nhau sang đó học vậy? Thái Lan chúng ta có nhiều trường đại học danh tiếng, chẳng lẽ không đủ tốt bằng họ sao? Và còn nhiều bình luận khác. Vậy cụ thể anh chàng sinh viên này đã có những chia sẻ như thế nào mà khiến cho người Thái phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Netizen Thái còn bình luận những gì nữa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé! Cụ thể anh chàng sinh viên y khoa người Lào đã chia sẻ như sau. Lý do người Lào chuộng học tại Việt Nam. Khi xem xét các lý do tại sao người Lào lại thích học tại Việt Nam, một trong những yếu tố quan trọng là sự hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam. Việc cấp học bổng này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn bao gồm nhiều phúc lợi khác như chăm sóc sức khỏe, chỗ ở và các hỗ trợ khác giúp sinh viên Lào cảm thấy tiện lợi hơn. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã và đang phát triển liên tục trong lĩnh vực giáo dục. Trong vài thập kỷ qua, các chương trình giáo dục tại nhiều trường đại học của Việt Nam đã được cải tiến để hiện đại hóa và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời mở ra cơ hội học tập từ các giảng viên chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau có năng lực ở tầm quốc tế. Những yếu tố này đã khiến Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với sinh viên từ các nước láng giềng, bao gồm cả sinh viên Lào. Thứ hai, sự khác biệt về giáo dục ở Thái Lan và Việt Nam. Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục tại Thái Lan và Việt Nam cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên. Mặc dù Thái Lan nổi tiếng về y khoa và là trung tâm y tế của khu vực Đông Nam Á, việc học tại các trường đại học của Thái Lan vẫn còn nhiều yêu cầu khắt khe trong kỳ thi tuyển chọn, đòi hỏi sinh viên quốc tế phải vượt qua các kỳ kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn của Thái Lan, làm cho việc học ở Thái Lan trở nên khó khăn và thách thức đối với sinh viên nước ngoài. Ngược lại, Việt Nam có hệ thống giáo dục chú trọng vào sự phát triển từng bước và mở ra cơ hội cho sinh viên quốc tế quan tâm đến nhiều ngành học khác nhau. Sinh viên y khoa người Lào học tại Việt Nam thường nói rằng sinh viên học tại đây linh hoạt và dễ tiếp cận hơn so với Thái Lan. Bên cạnh đó, chính sách của chính phủ Việt Nam hỗ trợ sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Lào, cũng là động lực quan trọng khiến những sinh viên này chọn học tại Việt Nam. Thứ ba, quan điểm của người Việt Nam về vấn đề này. Việc người Lào chuộng học tập tại Việt Nam đã trở thành một chủ đề được thảo luận nhiều trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là trên các mạng xã hội. Có những ý kiến trái chiều, một số người cho rằng sinh viên Lào chọn Việt Nam làm nơi học tập phản ánh sự tiến bộ của giáo dục Việt Nam, trong khi một số khác lại cho rằng Thái Lan vẫn có lợi thế về y tế và giáo dục cao hơn Việt Nam. Một trong những quan điểm được nêu ra là so sánh giữa hệ thống y tế của Thái Lan và Việt Nam. Thứ tư, thách thức và cơ hội khi học tập tại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có nhiều ưu điểm trong việc trở thành điểm đến học tập cho sinh viên Lào, nhưng vẫn còn tồn tại một số thách thức, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng giáo dục và công nghệ đôi khi chưa hiện đại bằng Thái Lan. Một số bệnh viện ở Việt Nam vẫn còn sử dụng thiết bị và công nghệ y tế đôi khi không hiện đại bằng Thái Lan. Một số bệnh viện ở Việt Nam vẫn còn có trang thiết bị lạc hậu và cơ sở vật chất trông cũ kỹ, điều này có thể không đủ để đáp ứng các ca điều trị phức tạp. Tuy nhiên, Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực giáo dục và y tế trong những năm gần đây, giúp hệ thống giáo dục của nước này được công nhận nhiều hơn trên trường quốc tế. Việc nhiều sinh viên Lào chọn học tập tại Việt Nam có thể là do họ thấy cơ hội tiếp cận giáo dục và đào tạo có thể được áp dụng tại Lào trong tương lai. Thứ năm, giáo dục và hợp tác quốc tế. Một yếu tố khác khiến cho người Lào thích đi học tại Việt Nam là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục. Việt Nam và Lào có lịch sử lâu dài về trao đổi và hợp tác giáo dục. Chính phủ Việt Nam chú trọng đến việc thúc đẩy giáo dục ở các nước láng giềng, giống như cách đã từng gửi học giả từ Việt Nam đi học tập và rèn luyện ở các quốc gia khác.
những điều này đã làm cho Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tầm quan trọng về giáo dục trong khu vực và thu hút sự quan tâm của sinh viên từ các nước láng giềng, bao gồm cả Lào. Khi so sánh cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam, có thể thấy rằng có nhiều sự khác biệt, có thể tóm tắt như sau. Cơ hội làm việc tại Thái Lan, bằng cấp từ các trường đại học Thái Lan có uy tín trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, kỹ thuật và kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp từ Thái Lan thường được ưu tiên trong thị trường lao động nhờ mạng lưới chuyên nghiệp và sự kết nối với thị trường lao động. Cơ hội làm việc tại Việt Nam. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế và mở rộng công nghiệp, làm tăng nhu cầu nhân lực có kỹ năng và kiến thức cao. Thị trường lao động Việt Nam ít cạnh tranh hơn so với Thái Lan. Sinh viên tốt nghiệp từ Việt Nam có thể nhanh chóng tìm được việc làm hơn, đặc biệt trong ngành sản xuất và công nghiệp. Tóm lại, anh này đã cho rằng việc chọn học tại Thái Lan hay Việt Nam phụ thuộc vào mục tiêu và nhu cầu của từng sinh viên. Nếu muốn làm việc trong thị trường lao động nội địa và nhận được sự hỗ trợ tài chính, việc học ở Việt Nam có thể là lựa chọn tốt hơn. Sau khi dân mạng Thái Lan xem được chia sẻ này, đã có rất nhiều quan điểm và ý kiến về chủ đề này như sau. Vì lãnh đạo Lào là người gốc Việt, vì họ muốn bạn đến nghiên cứu Việt Nam sẽ dễ dàng thấm nhuần tư tưởng cộng sản. Đó là câu chuyện về nước Lào. Nhưng khi người Lào ốm đau, họ đổ xô sang Thái Lan chữa bệnh, thậm chí có bác sĩ Lào, gia đình bác sĩ Lào cũng sang Thái Lan chữa bệnh. Người Lào đổ xô sang Thái Lan là việc hết đấy thôi. Người Lào cứ thích cái mới lạ, đợi đến khi họ nhận ra rằng chất lượng giáo dục ở Việt Nam cũng chẳng hơn gì Thái Lan, họ sẽ quay về mà thôi. Việt Nam đang dùng chiêu trò gì để thu hút sinh viên Lào thế? Chẳng lẽ họ đang muốn lôi kéo nhân lực của nước khác để che đậy khuyết điểm của mình? Thật không thể tin được, Việt Nam đã qua mặt Thái Lan trong lĩnh vực giáo dục. Phải chăng chúng ta đang ngủ quên trong chiến thắng mà không nhận ra người khác đã vượt lên từ lúc nào? Người Lào thích sang Việt Nam học thì cứ kệ họ đi. Có khi sau vài năm họ lại quay về Thái Lan tìm công việc, lúc đó chúng ta lại tha hồ mà chọn lựa. Học miễn phí, lương tháng khoảng 7.000 baht cho đến khi tốt nghiệp. Ai lại không muốn đi học như thế này? Vì sao người Lào thích du học Việt Nam? Câu trả lời là chương trình học của Việt Nam chuẩn hơn Thái Lan, nghĩa là một người Việt Nam tốt nghiệp có thể dễ dàng làm kỹ sư tại Bộ Truyền thông Hoa Kỳ. Thứ hai, người Việt không có đẳng cấp và tính độc lập cao hơn người Thái, nên người Lào cũng có thể sống thoải mái cùng với người Việt Nam. Người Lào học ở Việt Nam là rất tốt đấy chứ, và ở lại Việt Nam làm luôn đi, không cần phải đến làm việc ở Thái Lan, bởi vì Thái Lan không còn có thể tiếp nhận nhiều lao động Lào nữa. Được, đi đâu tùy thích, đi đâu cũng tốt. Sinh viên Lào đã đủ tuổi và có thể chọn nơi mình muốn học, đó là quyền của họ. Hầu hết người Thái phải kiếm sống và không có thời gian. Phần lớn người đi học đều là người gốc Việt hay là người có đủ tiền để tiếp tục học tập. Nhưng những người mang dòng máu Lào 100% đều là những người nghèo, hạng 2, không có đủ tiền để tiếp tục học tập. Đối với những người có chút sức mạnh, họ sẽ đến học ở Thái Lan, đó là chính trị, người cộng sản sẽ ủng hộ người cộng sản. Tại sao Lào không thể học ngành y ở Thái Lan? Vì chính sách ở Thái Lan không chấp nhận người nước ngoài học ngành y. Hỗ trợ học tập mà không thúc đẩy công việc có lợi ích gì? Sau khi tốt nghiệp, tại sao bạn không về Việt Nam làm việc mà lại trở thành gánh nặng cho Thái Lan thế? Học miễn phí ở Việt Nam nhưng không có tương lai đâu. Các bạn Lào thật ngốc nghếch, đi học ở Việt Nam nhưng quay lại làm việc ở Thái Lan thật nực cười. Tức là người Lào không có tiền sang Thái Lan du học vì học phí ở Thái Lan rất đắt và họ mang lại kết quả học tập rất tốt. Người Lào không thể đến Thái Lan du học trừ khi con cái của những người thực sự giàu có gửi đi, còn lại chỉ có thể sang Việt Nam học. Việt Nam có kế hoạch dài hạn để người Lào học tiếng Việt và cố gắng khuyến khích người Lào kết hôn với người Việt Nam. Tương lai không quá 50 năm, Việt Nam chắc chắn sẽ nuốt chửng Lào. À, người Lào và người Việt Nam là anh em với nhau. Thực ra tôi không muốn làm phiền họ, người Lào cũng không thích người Thái. Trên đây là những bình luận của cư dân mạng Thái Lan. Các bạn thân mến, từ sự phản ứng của cư dân mạng Thái Lan, rõ ràng là có sự ganh ghét và đố kỵ khi thấy người Lào chọn Việt Nam làm điểm đến du học. Dù nói gì đi nữa, thì sự lựa chọn của sinh viên Lào là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự đa dạng và sự phát triển không ngừng của nền giáo dục Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên để lại ý kiến của mình để cùng thảo luận nhé!